16. Có bao không? Có cần giúp gì không? Cô nói xem sao chuyện này lại trùng hợp đến như vậy. Không ngờ bạn thân của Hạ Băng Băng lại là cô. Tôi cũng không ngờ đấy. Anh bạn trai ngày nào Băng Băng cũng nhắc tới lại là anh. Có ai ngờ tôi đâm phải chính cô ta. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Đâm thành người một nhà luôn rồi. Tôi chúc cho hai người sớm trở thành người một nhà. Như vậy tốt biết mấy. Cô và cô ấy là bạn thân. Cô là người anh em của tôi. Như vậy chẳng phải là người một nhà. Ai là người một nhà của anh chứ? Sau này chúng ta là quan hệ giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Xin hãy gọi tôi là bác sĩ Mao. Không phải chứ. Cô nói thật đấy à? Chiên xong rồi bưng ra ngoài đi. Được thôi Mao đại phu. Bác sĩ Mao. Người nông thôn à? Cô đừng có bận rộn nữa, mau răng đi, món cuối cùng rồi. Ôi thơm thật đấy. Đây, tôi không uống rượu hôm nay, tôi phải lái xe hôm nay, sao có thể không uống được. Lát nữa tìm người lái, đúng rồi, một ngày như hôm nay cần chúc mừng nhất đấy. Được rồi, nghe hai người rót đi. Cảm ơn. Tiểu Xuân, anh bạn trai này của mình thế nào? Rất tốt. Bạn trai của cậu nên để cậu khen thì đúng hơn. Dè dặt chút nhé, đừng khen anh. Nào, cảm ơn tiểu bác sĩ Mao đã vất vả chuẩn bị một bàn thức ăn to như thế này. Không đúng. Bàn thức ăn này đều là em đã chuẩn bị mà. Em hả? Chẳng phải là hôm nay em đi làm sao? Tại hôm nay anh đến nên em dậy từ sáng sớm đi siêu thị mua thức ăn đấy, có phải không? Lúc đó Tiểu Xuân còn đang say trọn giấc mộng. Đúng, Băng Băng biết anh đến nên đã dậy từ sớm đi chợ mua thức ăn. Tôi về nhà nhìn qua, đặc biệt là con cua bể này rất là tươi. Băng Băng, cậu mau tiếp bạn trai cậu đi. Vất vả rồi. Thảo nào là bạn thân, hiểu ý nhau như vậy. Một người nấu thức ăn, một người đi mua thức ăn, đều phải cảm ơn. Nhưng vẫn phải đặc biệt cảm ơn bác sĩ Mao. Anh là bạn trai của Băng Băng mà, đương nhiên là không thể lơ là rồi. Băng Băng là một cô gái tốt, anh phải đối tốt với cô ấy. Nào, chúc anh tìm được một cô bạn gái ưng ý. Nói thật lòng, bây giờ tôi biết, người bạn thân mà Băng Băng ngày nào cũng khen đó là cô, tôi cảm thấy rất vui. Có cô chăm sóc cho cô ấy là tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, mình cũng phải kính cậu một chút. Tiểu Xuân, Bobby vất vả rồi, khách sáo quá. Cạn ly. Cạn luôn à, vui mà. Em cho anh biết nha, Tiểu Xuân nhà của chúng ta thật sự rất tuyệt. Y thuật cao minh, đối với bệnh nhân lại tốt. Bố anh tìm cô ấy khám bệnh là tìm đúng rồi. Băng Băng hôm nay đâu có phải là đại hội biểu dương mình nói chuyện của hai người đi. Hai người định khi nào thì đưa về xem mặt. Viên Hạo, hay là tôi mở lời với thầy Viên trước nhé. Bố tôi đã biết từ lâu rồi. Vào lúc thích hợp tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Vậy lúc đó cậu đi cùng mình nhé. Dù sao thì bố anh ấy cũng là bệnh nhân của cậu. Hai người lại thân như vậy, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn. Lần đầu gặp phụ huynh phải trịnh trọng. Mình không đi góp vui đâu. Vậy mình phải hẹn trước với cậu. Sau này mình và Viên Hảo kết hôn, cậu phải làm phù dâu cho mình ấy. Tại sao lại là mình chứ? Vì cậu là bạn thân của mình mà. Cậu còn là bác sĩ của bố anh ấy, đây là duyên phận. Cậu xem thế giới này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Người có duyên phận có thể nào cũng sẽ gặp nhau. Cậu xinh đẹp như vậy, còn đang độc thân, có ai thích hợp hơn cậu nữa chứ? Hai người phải nhanh lên đấy. Đừng để đến lúc tôi kết hôn trước hai người, cậu còn phải làm phù dâu cho mình ở đây. Được thôi, tất nhiên là mình nhận lời rồi. Nhưng cậu cũng phải tìm một người bạn trai trước đã chứ. Đúng rồi,
Anh quan hệ rộng, sau này có người nào thích hợp thì anh cũng giới thiệu cho Tiểu Xuân đi. Em khen bác sĩ Mao xuất sắc như vậy, anh sợ những người bên cạnh anh không xứng đáng với cô ấy. Phải đó, người mà anh Viên giới thiệu tôi cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Em xem bác sĩ Mao, người ta có con mắt chọn phòng như vậy. Tiểu Xuân đối với bạn trai chắc chắn là không thấp. Phải rồi, phòng này lớn như vậy. Lúc em mới ra viện, sao lại phải ở phòng trọ chứ? Lúc đó em không liên lạc được với cậu ấy. Điện thoại tôi mất tín hiệu. Sau đó phát hiện ra là bị hỏng SIM. Tôi vừa mới đến chi nhánh để làm lại, và sau đó mới liên lạc được. Em đã dọn vào đây ở luôn rồi còn gì. Phải rồi, Viên Hạo tuyệt lắm. Anh ấy sắp mở công ty rồi. Chẳng phải là anh đang làm tổng giám đốc ở công ty du lịch sao? Sao lại từ chức vậy? Thì làm không vui vẻ. Nếu đã không thay đổi được thế giới thì chỉ có thể thay đổi chính mình thôi. Ra ngoài tự làm. Mình cho cậu biết mình chính là thích sự quyết đoán, dũng khí, sự bá đạo của anh ấy. Thật đấy. Anh yêu à, em đúng là càng lúc càng sùng bái anh rồi. Quyết đoán, dũng khí, bá đạo. Nào, tôi chúc hai người sớm trở thành người một nhà. Đã là người một nhà rồi, cạn ly. Sao cậu lại cạn rồi? Vui quá. Đi đường cẩn thận chút. Có người đến lái thay rồi, em yên tâm đi. Em sợ trên đường xuất hiện kẻ xấu bắt cóc anh yêu của em. Ngoan, về nhà thì nói với em một câu. Anh biết rồi. 8 giờ sáng mai anh sẽ có mặt dưới nhà em đúng giờ. Cứ như thế anh là tài xế riêng của em vậy. Anh là tài xế riêng của em mà. Được rồi, anh ở nhà ngủ thêm một chút. Em xem tay của em vẫn chưa khỏi. Anh để một mình đến lớp dạy, làm sao anh ngủ ngon được chứ? Anh xem gần đây anh bận rộn tìm địa điểm mở công ty, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Anh đừng đến đón em nữa, nếu không em sẽ đau lòng lắm đấy. Sao em lại tốt như vậy chứ? Anh không thích à? Thích. Vậy anh đợi sau khi em tan giờ đến đón em là được rồi chứ? Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, sau đó anh đưa em đi dạo phố. Em xem, em mới đến Thượng Hải đã bị anh đâm vào nằm viện rồi. Sau khi ra viện cứ chạy đôn chạy đáo từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Thượng Hải có nhiều nơi thú vị, em còn chưa đi. Không sao, sau này có nhiều thời gian. Đến lúc đó em không đưa anh đi cũng không được. Cảm ơn ông trời đã ban cho một người bạn gái ngoan ngoãn tốt bụng như vậy. Và anh yêu em cho tử tế vào. Yêu, yêu chết đi được. Yêu đến mức mà anh cũng không muốn đi nữa rồi. Được thôi, em đùa với anh đấy. Ngày mai em còn phải đi dạy, anh còn có việc nghiêm chỉnh phải làm rồi. Được thôi, em nghe cô giáo ngạ. Em về đây. Cứ đi như vậy à. Hôn một cái thôi nha, hôn thêm cái nữa, anh không đi nổi đâu. Em lên nhà đi, em phải nhìn anh đi, thắt dây an toàn vào. Được rồi. Bye bye. Tiểu Xuân, cậu tuyệt quá đi. Nấu ăn thì ngon, nói chuyện lại giỏi. Cậu đúng là giúp mình được một chuyện lớn rồi. Giữ cái miệng lại, đi hôn Viên Hạo nhà cậu đi nha. Cậu hài lòng quá tốt rồi. Viên Hạo nhìn cũng không tồi đâu. Hai người ở cùng với nhau cho tốt. Chắc chắn rồi, vậy mà cậu cũng không nhìn ra sao? Người đàn ông này là người đàn ông mà mình nhất định phải lấy. Lần này chỉ được thành công không được thất bại. Cho nên cậu vẫn phải giúp mình nhiều. Yên tâm đi, những gì nên nói, những gì không nên nói mình rõ lắm. Thế cậu rửa bát xong nghỉ ngơi sớm đi nha. Hôm nay vất vả cho cậu rồi, mình đi tắm nha. Tôi tự mình giới thiệu với mọi người một chút. Tôi tên là La Nhất Dương.
Trước kia tôi cũng là khách của nơi này, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành một thành viên trong số của các vị. Lúc anh Đào đi đã nói với tôi, Tiểu Dương quán cà phê này giao lại hết cho cậu. Cho nên tôi phải cùng cố gắng với mọi người để việc kinh doanh ở đây nóng lên. Có đúng không? Cố gắng gì anh Đào? Nào. Cậu làm gì vậy? Tôi sợ chó. Cô làm gì vậy chứ? Cô dắt chó đi ra ngoài đi, sao người khác không sợ mà anh lại sợ chứ? Chỗ này của chúng tôi là quán cà phê, không phải là tiệm thuốc cưng. Cô dắt nó vào đây làm sao chúng tôi kinh doanh được? Anh là La Nhất Dương có phải không? Cô đừng quan tâm tôi là ai. Cô dắt chó đi ra ngoài đi đã. Anh chính là La Nhất Dương tiểu thư. Cô tìm thấy anh ấy phải không? Cô tìm tôi để làm gì chứ? Tôi đâu có quen cô. Cô mau dắt đi đi. Vậy còn phải hỏi xem nó có muốn hay không. Cô bị điên à? Cô bảo chúng tôi phải nghe lời một con chó hay sao? Em giấu cái gì thế? Chưa vào cửa đã bắt đầu biết ân cần rồi à? Không phải là em ân cần. Ăn rau xanh tốt cho mắt, em mua riêng cho chú đấy. Anh thay bố anh cảm ơn em trước. Trước kia anh không biết rau xanh tốt cho mắt, bây giờ anh tin rồi. Tại sao vậy? Hôm nay em mặc như là quả rau xanh vậy. Anh thấy mắt anh cũng dễ chịu. Anh đáng ghét. Đi thôi. Anh mua sách cho em rồi. Được thôi, tối có cái xem. Phải rồi, lát về em phải trả iPad lại cho anh nha. Trả iPad cho anh để làm gì? Em nghĩ là anh mua sách cho em chính là để đòi lại iPad, có đúng không? Anh xem, anh lại xuyên tạc ý của em rồi. Chẳng phải là vì em thích đọc sách sao? Lên mạng cũng chẳng có sức. Buổi tối ở một mình trong phòng, chán chết được. Cô bạn thân đó của em không nói chuyện với em à? Cậu ấy hả? Cậu ấy cũng bận lắm. Buổi tối còn phải nghiên cứu kiến thức y học gì đấy của cậu ấy. Em cũng không tiện đi quấy rầy cậu ấy. Nếu em cảm thấy chán thì ngày mai đến nhà anh chơi đi. Có khi nào vội quá không nhỉ? Căng thẳng cái gì chứ? Bố anh dễ tính lắm. Em cũng muốn đi gặp chú ấy lắm, nhưng mà em vẫn thấy hơi sợ. Sợ cái gì? Sợ chú ấy không thích em. Sao lại nghĩ như thế chứ? Em cảm thấy điều kiện của em bình thường lắm. Điều kiện của anh tốt hơn như vậy, ngộ nhỡ chú ấy thấy em không xứng với anh thì sao? Em là đồ ngốc. Bây giờ anh là du dân thất nghiệp này. Anh đưa một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy về nhà, bố anh vui còn không kịp nữa. Em đâu có tốt như anh nói chứ. Em chỉ là một cô giáo dạy múa, trừ múa ra chẳng biết gì hết cả. Nhà cũng không ở Thượng Hải. Một người tỉnh ngoài như em, điều kiện quá tầm thường. Nhiều khi ở bên anh, em cũng cảm thấy tự ti lắm. Nếu em nói như vậy thì anh càng phải đưa em về nhà để bố anh gặp em. Tại sao vậy? Để bố anh dịu dắt tâm lý cho em. Vậy anh cảm thấy là bố anh sẽ thích em chứ? Thích, ông ấy thích mẫu người như em đó. Thế anh thì sao? Anh còn chưa bao giờ nói với em tại sao anh lại thích em vậy? Hay là vì anh không cẩn thận lái xe đâm phải em, trong lòng anh thấy áy náy, thương hại em nên mới ở bên em? Nếu em nghi ngờ anh như vậy thì anh đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Được rồi, chẳng phải là em cũng vì sợ anh không yêu em thật lòng thôi mà. Em đi, em đi. Bố anh thích gì vậy? Để em chuẩn bị quà gặp chú ấy. Không cần, em đến là được rồi. Vậy làm sao được chứ? Lần đầu tiên gặp trưởng bối sao có thể tay không đến được? Nếu em thật sự muốn chuẩn bị gì đó thì mua bó hoa tươi là đủ rồi. Bố anh không phải là một người tầm thường. Em tuyệt đối đừng để những thứ tầm thường phá hỏng khí chất đơn thuần này của em. Đang lái xe đấy.
Dì đưa con chó lớn như vậy, dì không sợ à? Sợ chó thì có còn là đàn ông không vậy? Các vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ là trưởng quán đại diện của quán này, hy vọng là hợp tác vui vẻ. Hoan nghênh trưởng quán xinh đẹp. Là Nhất Dương, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh ngoại trừ việc ở quầy, còn phải làm trợ lý của tôi. Tôi bảo anh làm gì, anh làm nấy. Chú của cô chỉ bảo tôi đến đây làm việc, không bảo tôi làm trợ lý cá nhân cho cô. Vậy chú tôi nếu đã giao quán này cho tôi có quyền sắp xếp mọi thứ trong quán. Nếu anh chịu làm, thì tôi có thể tăng chút tiền lương cho anh. Còn nếu anh không đồng ý thì có thể đi, không ai cản. Là chú cô bảo tôi đến, có liên quan gì với cô chứ? Cái quán này bây giờ là tôi quản mà. Mọi người có thể gọi tôi là Mật Tuyết Nhi, cũng có thể gọi tôi là Boss. Xin hỏi cái gì là Boss? Nghĩa là bà chủ ấy. Vậy sao không gọi luôn là bà chủ Trương đi? Dễ nhớ biết mấy. Đúng vậy, gọi bà chủ Trương tốt biết bao. Nghe sang chảnh đấy, là Nhất Dương. Anh cố tình đúng không? Tôi không dám, đây là ý của dì Lý. Chỗ này tu sửa chẳng ra gì cả. Quán cà phê mang hương vị Bắc Kinh này có thể kinh doanh đến hôm nay cũng có thể xem là chuyện trong nghề rồi. Tôi quyết định thực hiện một số cải cách. Quán cà phê Bắc Kinh sẽ đổi thành quán cà phê chủ đề thú nuôi. Không được, khoan đã. Tôi thấy là anh Đào sửa sang nơi này tốt lắm mà. Cô chỉ là thay mặt thôi, làm nhiều trò thế để làm gì? Đây không phải là chiêu trò, đây gọi là làm mới. Mọi người vào đây theo tôi. Tôi cho mọi người xem một số thứ. Tôi không hiểu sao đổi thành khu vui chơi của chó chứ. Bởi vì chó và người là bình đẳng. Nên ý của cô là chó còn đến quán cà phê thì còn có thể uống cà phê với chúng ta nữa. Không sai. Cái này sao mà làm, sẽ dọa mất khách hàng hết. Đầu đầu cũng là nước tiểu phân, dơ bẩn quá. Quan trọng là cô sửa như vậy. Cô đã thương lượng với chú chưa? Anh ấy đồng ý không? Chú tôi nói, đã đem quán cà phê này giao cho tôi có nghĩa là chú ấy đã tin tưởng tôi rồi. Những năm này kinh doanh đang làm gì? Đang đổi mới sáng tạo. Đổi mới cái gì chứ? Cô có nghĩ đến cảm giác của đầu bếp Ngôn và dì Lý không? Quan trọng là tôi cũng sợ chó sẽ làm việc được chứ. Nhưng tôi không sợ. Trong lòng anh chỉ có bản thân mà không có khách hàng. Mọi người nghĩ xem, nếu có một khách hàng mang theo một con chó muốn vào quán cà phê của chúng ta, nhưng vì mang theo vật nuôi mà không được vào, đáng thương bất không đến mức nào chứ. Người và động vật đều nên tự do hài hòa chung sống chứ. Mật Tuyết Nhi nói đúng, tôi thích chó. Trong nhà tôi có con Bát Mỹ, tôi cũng không dám đưa nó đến. May mà Mật Tuyết Nhi có sáng tạo này, tôi ủng hộ. Vĩnh Nhi, cô hay lắm. Đầu bếp Ngô, anh cũng lên tiếng đi. Chỉ cần nó không đến nhà bếp tôi quấy là được rồi. Dì Lý đâu? Lúc đầu tôi có chút lo lắng, nó sẽ tùy tiện đi vệ sinh. Nhưng ban nãy sau khi nghe bà chủ Trương nói, tôi đột nhiên đã khai thông rồi. Cảm thấy là vật nuôi làm chủ đề thì thật sự không tồi. Những người nuôi chó cũng không thiếu tiền, tiền của họ rất dễ kiếm. Ba người, hai người các vị, chúng tôi cũng đồng ý. Tốt quá. Là Nhất Dương, 6-1. Anh thua rồi. Cô đây là dùng thế ép người. Tôi là bà chủ ở đây, tôi quyết định. Anh không đồng ý, anh có thể đi mà. Tôi đã mời đội xây dựng và nhà thiết kế. Chúng ta nghỉ bán vài ngày, thêm một chút trang trí, tuần sau chính thức mở cửa. Cố lên mọi người. Tôi nói cô biết, Mật Tuyết Nhi, chúng ta ai đi ai ở, đợi chúa cô về rồi hãy nói. Phim được thuyết minh bởi fptplay.net. Phục vụ, cái túi đó của cô cho tôi thử một chút. Cái kiểu túi này là mẫu mới của chúng tôi, vào hôm nay bán giới hạn, cả tiệm chỉ có một cái thôi. Tôi biết mà. Thử một chút không được à? Túi này bao nhiêu? 5 vạn. Nếu có thẻ vàng có thể giảm 5%. Chỉ giảm có 5%.
Được thôi, giữ cho tôi trước. Cô có là VIP không? Nếu không phải VIP thì chúng tôi không cung cấp dịch vụ này. Thái độ gì vậy? Alo, Băng Băng à. Tiểu Xuân, sau khi tan làm cậu đến Takashiyama nhé. Viên Hảo ngày mai đưa tớ đến nhà anh ấy. Tớ đang ở đây chọn quà cho bố anh ấy. Cậu là bác sĩ nhà anh ấy, cậu hiểu hoàn cảnh, cậu qua đây tham mưu với tớ. Chuyện này cậu vẫn nên để cho Viên Hảo đi chung thì tốt. Viên Hảo nói tặng bó hoa là được. Nhưng mà tớ thấy lần đầu gặp mặt chỉ tặng hoa không hợp lắm. Được rồi, cậu mau qua đây tìm tớ. Một lát mời cậu ăn cơm. Không phải vấn đề ăn cơm hay không. Một lát sau khi tan làm, tôi còn có việc, cậu bảo Dương Hảo đi cùng đi. Chuyện gì có thể quan trọng hơn việc chung thân đại sự của bản thân cậu chứ? Ngày mai tớ phải gặp ba đấy rồi. Lần đầu gặp mặt tặng quà không tốt thì tiêu rồi. Tớ ở đây đợi cậu. Tớ không nói nữa, một lát gặp. Alo. Tôi thấy lầu một này đều là đồ trang điểm và túi sách, không hợp với người già. Tiểu Xuân à, cậu thấy cái túi sách màu hồng đẹp không? Tớ sách thì thế nào? Chúng ta không phải đến mua quà cho người già sao? Đừng có đi lạc vấn đề. Tìm xem thang máy ở đâu, chúng ta đi lên lầu xem. Tiểu Xuân à, Dương Hạo ở nhà có phải rất hiếu thảo không? Cậu là bác sĩ của ba anh ấy, chắc chắn cậu cũng biết chút gì đó về nhà anh ấy. Nhà họ ở đâu? Nhà như thế nào? Nhà họ ở thôn Thượng Hải cũ. Nhà kiểu cũ khá tốt. Vậy nội thất, nội thất mang phong cách gì? Phòng khách và phòng của thầy Viên, nội thất đều là gỗ lim. Vậy của Dương Hạo thì sao? Tớ không vào phòng anh ấy, tớ cũng không biết. Cậu qua nhà anh ấy mấy lần rồi? Tớ chỉ qua có một lần. Có lần mắt thầy Viên khó chịu, tớ đến nhà khám mắt cho bác ấy. Cậu đã đến nhà anh ấy khám bệnh rồi, vậy quan hệ hai người cũng khá là thân đấy. Cậu có ý gì đây? Tớ không phải là đang khen cậu sao? Khen cậu là một bác sĩ tốt nhiệt tình. Nhiệt tình thì lên đến tận nhà chứ gì. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ đây là muốn hiểu thêm về hoàn cảnh của nhà anh ấy, tớ mới biết tặng quà gì chứ. Có phải không hả? Được rồi, cậu có nghĩ ra tặng gì chưa? Thầy Viên cao tuổi rồi, hay là chúng ta đến tiệm đó xem có dây nịch khăn tròn gì phù hợp không? Thế nào? Được, được, đi. Mệt rồi chứ, hôm nay may bà có cậu đến. Nếu không có cậu, tớ mua một ngày cũng không biết nên mua gì. Không sao. Cầm hộ tớ một lát. Sao vậy? Điện thoại. Băng Băng, anh là Lão Động. Gần đây em khỏe không? Anh đã gửi vào thẻ em 5 vạn. Nhận được chưa? Sao vậy Băng Băng? Là Lão Động. Lần trước anh ấy mượn tới 5 vạn, giờ trả tiền. Anh ta mượn tiền cậu. Lần đó anh ấy cần tiền gấp, đã lấy 5 vạn từ chỗ tớ. Anh ấy nhiều tiền như vậy, anh ấy sao lại mượn tiền cậu chứ? Vậy khi cậu chia tay, cậu không đòi lại à? Lúc đó không phải là thấy anh ấy đối xử tốt với tớ sao? Tớ không cần anh ấy trả gấp. Cậu xem, không phải là trả rồi sao? Vẫn khá giữ chữ tín đi. Chúng ta đi tiệm bán túi sách ban nãy, tớ thích đi. Đi thôi.
Cậu vừa tìm được việc. Tiêu 5 vạn tệ mua cái túi đó thật là lãng phí quá. Không phí, không phí đâu. Con gái đều không từ chối được mua cái túi này. Định mệnh theo đuổi cái túi. Không phải là cậu tức giận với nhân viên. Tiền tiêu thì không phải là của cậu sao? Cậu nói thật cho mình biết đi. Cậu thật sự cắt đứt với lão Đổng rồi hả? Thật sự là cậu cho anh ta mượn tiền à? Thật sự cắt đứt rồi, ngàn vạn lần chính xác. Mình muốn nhắc nhở cậu, bây giờ cậu và Viên Hạo là một đôi rồi. Cậu cũng nói với mình là cậu định kết hôn với anh ấy. Cậu đừng chỉ vì 5 vạn tệ đó mà đừng tiền nhiệm khiên xả. Không rõ ràng cậu như vậy đàn ông kỹ nhất đấy. Thế này đi, nếu cậu không tin tưởng. Này, cậu gọi điện thoại đi, hỏi xem có phải là anh ta đã trả tiền cho mình không. Cậu biết là mình không thể gọi cho anh ấy, dù gì cũng là chuyện của cậu, cậu tự giải quyết rõ là được rồi. Mình biết, mình biết. Tiền là tiền, người là người, mình phải rất rõ ràng. Lão Đổng thật sự đã là quá khứ rồi. Bây giờ mình là bạn gái của Duyên Hạo, mình thật sự rất yêu anh ấy, mình không làm chuyện có lỗi với anh ấy đâu. Đi thôi. Đi thôi. Phát Sanh Sô à, cậu mang nhiều váy từ Thâm Quyến đến thế sao? Không phải, mấy cái này đều là mua trên mạng gần đây đấy. Cậu xem cái này có đẹp không? Sao gần đây lại có thể chuyển phát nhanh nhiều như vậy được? Cậu mua trên mạng được chiếc váy chất lượng tốt như thế này sao? Mình nói cho cậu biết, mua hàng trên mạng phải có kỹ xảo đấy. Nào, mình cho cậu xem cái này. Cái này gọi là kỹ xảo. Cậu xem, chính là cái này. Sản phẩm duy nhất. Nói cho cậu biết đặc điểm lớn nhất của hội này, cậu ở trên mạng có thể xem được nhãn. Nó có cả, mà còn hàng thật cực kỳ rẻ, giá giảm, nhất là có thể mua được. Cậu xem quần áo, túi sách, giày đều có cả. Mình thích nhất là cái shop online này. Cậu xem, sáng mai 10 giờ sẽ có hàng mới nữa. Cậu xem có đồ cậu thích không. Mình không có yêu cái đẹp như cậu, cậu cứ giữ lấy đi. Đúng rồi, mình đang đau đầu đây. Mình ngày mai phải đi gặp bố của Duyên Hạo. Mai là lần đầu tiên gặp bác ấy. Mình phải để ấn tượng tốt nhất. Cho nên mình căng thẳng lắm. Đến mức mà không biết mặc cái gì nữa. Cậu giúp mình chọn đi. Nhìn thấy mặc cái màu trắng này đi. Rất ngây thơ đơn giản sao hả? Đúng, mặc cái này. Mình cho cậu xem. Cái túi giải bạc này của mình thế nào hả? Phụ huynh nhất định đều thích có đúng không? Ô mẹ ơi, cậu là người tiêu dùng xa xỉ phẩm mà. Sao cậu lại có nhiều túi đắt tiền thế? Đây đều là trước đó lão Đổng mua đấy. Bây giờ mình có sản phẩm duy nhất, mình không lãng phí tiền nữa. Cậu có nhiều túi xịn như vậy, sao hôm nay còn tiêu tiền nhiều như thế mua cái này? Còn bảo là không tiêu tiền lung tung. Lúc đó trước khi mua, mình nên xem trên sản phẩm duy nhất trước xem có không. Nếu như có, mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu quần áo. Cũng tại là cái cô nhân viên đó, cô ta khích mình. Mình cũng bệnh đủ rồi, mình cạnh tranh gì với cô ta chứ. Mua xong thì mình hối hận rồi. Cậu tự hối đi. Lần sau hết tiền rồi hỏi chị. Cậu đừng đi. Mình thích. Sao anh lại đổ xe ở đây? Xe bá đạo, người cũng bá đạo. Lần đầu tiên đón em đến nhà đương nhiên là phải bá đạo rồi. Anh làm gì thế? Trừ bắt giới cướp cô dâu rồi. Được rồi. Ai là Trư Bát Giới hả anh?
Em đi chậm thôi, cầu thang nhà anh hơi dốc. Wow, căn phòng này thật thú vị. Thú vị, sau này em chăm đến đây nha. Bố ơi, Băng Băng đến rồi. Băng Băng đến rồi à? Cháu chào chú. Chào cháu. Cháu lại thêm phiền phức rồi, nói gì thế? Sau này cứ coi như đây là nhà nhé. Được ạ. Nào ngồi đi. Đúng rồi, đây là quà cháu mua tặng chú. Cháu đến là được rồi, còn mang cái gì thế? Không sao đâu ạ, đây chỉ là một chút thành ý thôi. Trong này có khăn và thắt lưng ạ. Đúng rồi, cháu nghe nói là chú rất thích uống sữa. Cháu đặc biệt mua cho chú sữa tươi U Bội ngon lắm ạ. Lúc nãy nhất định là bắt con đi siêu thị mua đấy. Bảo là nhất định phải mua cho bố. Con xem Băng Băng đứa trẻ này thật là hiểu chuyện. Chú à, thích uống sữa tươi là thói quen tốt, vừa có dinh dưỡng lại bổ sung canxi. Sau này chú uống hết, cháu lại sẽ mua cho chú nữa. Mau ngồi đi. Chú cũng có một món quà nhỏ cho cháu đây. Chú ơi, không cần đâu ạ. Anh thấy rồi, bố anh rất thích em. Thật sao? Em xem bàn thức ăn này, bố anh chuẩn bị nhiều món như vậy. Bình thường rất hiếm thấy ông xuống bếp. Bố anh thích em là em yên tâm rồi. Vậy anh thích em thì em không yên tâm sao? Phòng này đẹp quá, em đừng động đậy. Nào, quay đầu lại. Được rồi. Em xem với. Anh chụp em đẹp quá. Chủ yếu là cảnh đẹp. Ai đứng đó chụp đều đẹp cả. Đáng ghét. Băng Băng. Chú ạ. Xem cái này đi. Cái gì vậy ạ? Xem này. Đây là bộ lụa Hương Vân sợi cao cấp. Chú giữ mười mấy năm rồi. Đừng xem thường sợi hương vân này. Bây giờ nó là di sản văn hóa vật thể cấp quốc gia đấy. Có giá trị sưu tầm lắm. Chú ơi, món quà này quý giá quá. Tặng cho cháu thì tiếc lắm ạ. Chú cứ giữ lấy đi ạ. Đừng khách khí. Coi như là quà gặp mặt chú tặng cháu, có được không? Là tấm lòng của bố anh, em nhận đi. Nhận đi. Cảm ơn chú ạ. Cháu sẽ giữ thật cẩn thận. Cháu còn muốn lưu giữ nó qua mấy đời. Đứa trẻ này thật thông minh. Em xem, anh đã nói là bố anh thích em mà. Viên Hạo, đưa Băng Băng đi tham quan mấy bảo bối của con đi. Bố ở đây làm nốt thịt, sẽ nấu cơm cho hai đứa. Chú ơi, để cháu giúp chú. Cháu nấu cơm không ngon, nhưng mà giúp một tay thì không vấn đề ạ. Chú có gì thì cứ giao cho cháu đi. Không cần một mình chú làm là được rồi. Được rồi, người bị thương thì không được làm việc. Anh dẫn em đi xem thế giới nhỏ của anh nhé. Bố ơi, bố vất vả rồi, chú vất vả rồi. Anh làm gì thế? Sao chìa khóa lại phải giấu đi? Mời vào. Wow, anh còn là một nhà sưu tầm sao? Những thứ này rất đáng giá đó. Mê tiền tài quá. Những thứ này không thể đo đếm bằng tiền được. Đó là tâm huyết hơn 20 năm của anh đó. Em không phải mê tiền tài. Em ngưỡng mộ chúng. Được anh sưu tầm thật là hạnh phúc. Em có thể cũng làm đồ sưu tầm của anh được không? Cũng giống như là chúng được trưng bày ở đây không? Bày ở đây có được không? Được, anh còn phải gắn em lên. Vậy gắn cả hai chúng ta cùng nhau đi. Đây chẳng phải là lọ sao may mắn em tặng anh sao? Đây là món quà em tự tay gấp tặng anh, cho nên anh phải đặt nó ở một vị trí quan trọng nhất. Chị Tiểu Xuân của chị đây. Thơm quá. Chị thử xem. Tiểu Hoa, chị mang đến cho em mấy quyển sách. Chỗ sách này đều là hướng dẫn cho người mới, không khó học. Em rảnh lúc nào thì học lúc đấy nha. Chị lại mang sách đến cho em. Cảm ơn chị nha.
Em vì chị mà mất việc tốt như thế, chạy đến đây làm thuê, trong lòng chị vẫn luôn rất áy náy. Sao chị vẫn nhắc chuyện này chứ? Lần trước chị lấy địa chỉ từ chỗ Viên tiên sinh đến tìm em, trong lòng của em đã coi chị là chị gái rồi. Chị chính là cảm thấy Tiểu Hoa em thông minh như vậy, chạy đến đây làm thuê chị cảm thấy là quá đáng tiếc rồi. Không có mà, em làm ở đây cũng tốt mà, thật đấy. Có chuyện này em nói ra chị đừng giận nhé. Thật ra sách là lần trước chị đưa cho em, em còn chưa đọc hết. Bây giờ làm cả ngày mệt mỏi, em chỉ muốn đi ngủ thôi. Vậy làm sao được? Em biết không, mấy cô y tá nhỏ ở viện chị rảnh cái là đọc sách. Chị hỏi thăm rồi, gần chỗ này của em có một lớp học ban đêm, hay là chị nói với ông chủ của bọn em một tiếng để cho ấy mỗi tuần cho em một chút thời gian. Không có việc thì đi học một chút có được không? Con gái khi rảnh nhất định phải học nhiều một chút, phải nâng cao trình độ văn hóa của mình. Đúng vậy, vậy để em tự nói với ông chủ. Cảm ơn chị Tiểu Xuân à. Đừng có lúc nào cũng cảm ơn nữa, chị đối xử tốt với em như vậy. Để chị nếm thử món này nha, được, tranh thủ còn nóng đi. Chú à, cháu xin kính chú trước. Hôm nay có thể gặp được chú, cháu thật sự rất vui. Chúc chú mạnh khỏe, càng sống càng trẻ trung. Cảm ơn nha, con cũng kính theo một ly. Lâu lắm không nấu cơm, hôm nay làm cho ba mệt. Mệt gì chứ, nhìn hai đứa bên nhau vui vẻ như vậy, trong lòng thoải mái lắm. Nào, nào, cạn ly. Nói thật, hôm nay trước khi cháu đến, trong lòng vẫn còn lo lắng. Cháu còn sợ chú sẽ không thích cháu. Sao lại thế được? Viên Hảo suốt ngày khen cháu trước mặt chú. Lời người khác nói chú không tin, là con trai của chú chẳng lẽ lại không tin sao? Chú à, chú yên tâm, cháu và Viên Hảo nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Chúng cháu sẽ hiếu thuận với chú. Được, đứa trẻ ngoan. Bà phải uống thêm một ly nữa. Uống ít thôi, uống chậm thôi chú ạ. Đừng ngây ra nữa, mau ăn đi. Được, được, ăn thôi. Để cháu thử món thịt kho này trước, thèm cả nửa ngày rồi. Ngon lắm, quá ngon luôn. Nói thật, phát huy không tồi đâu. Tâm trạng vui vẻ, món ăn làm ra cũng sẽ ngon. Băng Băng à, nghe nói là ba mẹ cháu đều không ở Thượng Hải. Dân họ đều ở Giang Tây ạ. Mẹ cháu là nhóm thanh niên trí thức cuối cùng của năm đó, ba cháu là người địa phương. Sau đó mẹ cháu gả cho ba cháu thì ở lại đó luôn. Cháu cũng sinh ra ở Giang Tây, nhưng mà lúc cháu 5 tuổi, ba mẹ đều khá bận, liền đem cháu gửi tới nhà ông bà ngoại. Nghe Viên Hạo nói với chú là bây giờ cháu đang ở cùng với người khác. Chú quen đấy ạ. Chính là bác sĩ khám mắt cho chú đấy, Mao Tiểu Xuân đấy. Anh không nói với ba anh à? Anh quên mất. Ba nói xem, chuyện này có trùng hợp. Mao Tiểu Xuân là hàng xóm nhỏ của cô ấy, hai người lớn lên cùng nhau. Thật sao? Vậy thì quá trùng hợp rồi. Hàng xóm lúc nhỏ, lớn rồi lại cùng nhau. Duyên phận đi. Bác sĩ Mao người tốt, thật sự là người tốt. Mỗi lần chú đi khám bệnh đều vô cùng quan tâm đến chú. Chú cũng không coi nó là người ngoài. Đúng rồi, lần sau đến nhà ăn cơm, gọi nó cùng đến nhé. Được ạ. Chú ạ, cháu nói với chú, Tiểu Xuân là bạn tốt nhất của cháu. Lần sau ăn cơm thì chúng ta gọi cả Tiểu Xuân đến nhé. Được, lần sau chúng ta cùng đến. Anh làm cơm. Con làm cơm ạ, ai mà dám ăn. Để em làm cho. Em còn muốn học hỏi chú một chút tay nghề nấu nướng nữa. Chú học chú nấu cơm à? Không dám đâu. Nếu cháu muốn học làm sườn xám thì chú có thể dạy cháu. Câu này lần đầu tiên anh nghe ba nói đấy. Chú à, chú có thể dạy cháu làm đồ nam trước có được không? Tại sao? Đợi cháu học được rồi, cháu có thể làm đồ cho Viên Hạo và chú. Vậy tương lai chú có phải tìm người dạy cháu làm đồ trẻ con không? Sau này chúng cháu có con rồi, cháu thật sự phải tự tay làm. Giúp chồng dạy con là mục tiêu cuối cùng của cô ấy. Lần này ba hài lòng rồi chứ? Bà thì uống thêm ly nữa.
Đừng có tranh thủ cơ hội uống, uống một ly nữa mà.